Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Chờ đã, vị huynh đài, chẳng lẽ vừa nãy chính là ngươi đã ra tay cứu chúng ta hay sao? Ngươi cũng đã thông qua hồ trưởng não mà vào đây. Vậy các ngươi cũng vậy sao? Hồ trưởng não lại là ai? Lần đầu đến đây chi bằng lừa một chút, tìm kiếm thêm nhiều tình báo hơn nữa. Đồ lừa đảo, Hồ Thanh Hổ chính là một kẻ lừa đảo. Não đạo tay sai dưới trướng của hắn nhận ngân lượng nói là có thể bảo vệ não tử trở thành đệ tử của Tế Thiên Tông. Kết quả dùng bùa thông hành cho vào đây, không ai dẫn đường thì thôi đi, ngược lại xích chút nữa là chết ở trong miệng của sư thú phun lửa kia rồi. Đúng vậy, nơi này căn bản không sử dụng được linh lực hay là phi hành khí gì cả. Muốn vượt qua đường Lôi Điện Vân Hải để đi đến sơn môn của Tế Thiên Tông, chỉ có thể dựa vào con thuyền mà sư thú bảo vệ. Nghe đến đây, ngược lại là giống như trong Tế Thiên Tông này có hồ trưởng lão là buôn bán thân phận đệ tử. Mà mấy người này đều là tin tưởng, không một chút phòng bị mà đến đây. Vị công tử này hình như là có vẻ thân thủ không bất phàm, cũng bất phàm, xin hỏi xưng hô thế nào? Trước tiên tự báo ra môn, đứng không đổi tên, ngồi không đổi họ. Tại hạ họ Lương, tên Tiêu. Đây là Tôn Huỳnh, Tôn Trọng. Đây là Ngô Huỳnh, Ngô Minh Dương. Cổ Huyền Trần. Cổ Huỳnh, xem ra trước mắt bốn người chúng ta chỉ có thể hợp tác chém chết con sư thú này mới có thể ngồi thuyền qua đó. Đúng vậy, Lương Huỳnh nói rất có lý. Xem ra ba người này là muốn lợi dụng bổn tọa. Thôi bỏ đi, chém chết một con súc sinh ngược lại cũng không phải chuyện khó. Chỉ là thật sự đơn giản như vậy thôi sao? Không được, lão tử vẫn nên quay về tính sổ với lão đạo chó tay sai dưới trướng của Hồ Thanh Hổ kia. Tôn Huynh bình tĩnh lại một chút. Này, các ngươi nhìn kìa, đó là gì vậy? Cổ Huynh, ba người chúng ta vẫn thấy sợ hãi, Huynh có thể qua đó xem thử được không? Được thôi. Thì ra là một tòa bia đá, phía trên hình như còn có chữ. Trước tiên xem thử viết cái gì. Trầm sư lộ mục, cửu tử nhất sinh, lôi đình văn hải. Xương khô chất đống nhập đạo vô lai khư. Đường trước đường quay. Cổ Huỳnh, phía trên viết gì vậy? Ở đây mây mù vây quanh, vừa nãy chúng ta không phát hiện gì cả. Trầm sư lộ mục, cửu tử nhất sinh, lôi đình văn hải. Xương khô chất đống nhập đạo vô lai khư. Đường trước đường quay đầu này. Cứ tiến về phía trước thôi. Trầm sư lộ mộng, lôi đình văn hải đều có thể hiểu được, chỉ là nhập đạo vô lai khư, đường trước đừng quay đầu này là có ý gì đây? Không phải ngươi biết rõ nhất hay sao? Bùa thông hành của các ngươi thật ra căn bản không dùng được. Ngươi phát hiện rồi sao? Khi các ngươi xuất hiện ở trên người có dấu vết của máu nhưng lại không bị thương, có thể thấy máu không phải là của các ngươi. Ma chơi đuổi theo kia có lẽ chẳng qua cũng chỉ là trò đùa để thể hiện yếu ớt của các người. Các người nhìn thì giống như là rất sợ sư thú, nhưng mà lại mong chờ kéo bổn tọa cùng nhau đối phó nó. Thậm chí là thấy rất hưng phấn. Mà ngươi cố ý chỉ dẫn bổn tọa phát hiện ra cái bia này. Và đọc ra bia văn, trừ phi người đọc ra sẽ trở thành đối tượng hiến tế để cho sư thú để ý tới. Cho nên các người chưa bao giờ muốn hợp tác. Nghe rằng từng vòng lựa chọn ra người mới hiến tế sư thú kia đều là vì tạo ra cơ hội để bản thân ngồi thuyền qua sông. Ngược lại cũng không xem như là một tên ngu xuẩn hoàn toàn. Chỉ đáng tiếc bây giờ biết rồi thì quá muộn. Dù sao nó cũng đã tới rồi. Vậy bổn tọa sẽ đến chơi đùa với người. Lại không nên như vậy, sao lại đến đuổi theo chúng ta cơ chứ? Tiếp tục như vậy mọi người đều sẽ chết, ngươi đi. Dù sao vòng này cũng phải có người cho nó ăn, vậy thì hy sinh ngươi một chút. Yên tâm đi, chúng ta cả đời này sẽ cảm kích ngươi. Lương Tiêu, tên súc sinh nhà ngươi. Ăn no rồi thì muốn bỏ chạy hay sao? Bổn tọa có lời muốn hỏi ngươi nữa đây. Lại run thành như vậy, bổn tọa đáng sợ như vậy hay không? Sợ cái gì ngẩng đầu lên.
Cổ Huyền Trần, ngươi đây là biểu cảm đáng sợ gì vậy? Không lẽ cho rằng bản thân cười rất là thân thiện hay sao? Xem ra ngươi rất hoài niệm những ngày tháng ở trong các nâu. Ngươi chính là quân nghề. Hình dạng giống sư tử, thích yên tĩnh, lướt mây nhả sương mù. Quả nhiên Tế Thiên Tông là dùng thú may mắn để trấn thủ. Chỉ có điều người xông vào chột dạ, cây cỏ đều là binh tai không nghe, mắt không thấy rõ. Cộng thêm bia văn tỏ vẻ huyền bí đối với người bên ngoài, một khi cầu tự bảo vệ âm mưu dùng ác, ác đương nhiên là sẽ thành thật rồi. Người để lại quân nghề này, hai người còn lại hãm hại người, nói không chừng đã đi thuyền rời khỏi đây rồi. Với tính cách của người, dù sao cũng sẽ tha cho bọn họ. Chẳng lẽ cái thuyền đó vốn dĩ không tồn tại? Thuyền chưa chắc là giả, nhưng nô đình Vân Hải, xương khô chất đống. Ngược lại chi bằng hãy nói xương khô thành núi. Dù sao từ khi bắt đầu đó chính là con đường chết. Nhanh lên một chút. Này, ngươi còn sững ra đó làm gì nữa? Sao lại như vậy được chứ? Tế Thiên Tông này sao lại trở thành núi xương trắng rồi? Không được, thuyền này không vững, không chở được trọng lượng hai người chúng ta. Ngươi nói hình như cũng rất có lý. Ngươi muốn làm gì? Thì ra ngọn núi này chỉ là mượn danh hiệu. May mà ta sớm đã có chuẩn bị. Ban đầu chỉ tiện tay muốn bất cứu. Không ngờ trên người của tên tiểu tử này vậy mà còn có lệnh bài của Tế Thiên Tông. Bùa thông hành sao có thể so được với lệnh bài của Tế Thiên Tông. Đợi quay lại lên bờ, rời khỏi cái lời quỷ quái này, sẽ tìm lão đạo sĩ tay sai kia tính sổ. Cho dù là như vậy, bọn họ phát hiện ngọn núi đó không đúng, đương nhiên sẽ không qua đây để tự tìm đường chết. Hơn nữa đừng trách ta không nhắc nhở người. Vừa nãy lệnh bài của ngươi bị trộm. Chờ đã, ngươi là cố ý để cho người đó trộm đi lệnh bài của Tế Thiên Tông. Đừng quên con đường phía trước, đừng quay đầu. Nguy rồi, con thuyền này đập rồi, cứu mạng. Cổ Huyền Trần, ngươi là lo lắng. Tẫn Diễn Nhi một mình không xử lý được đám người kia, mà lệnh bài trên người của Mạc Thiết Thành bị trộm, nếu như bị điều tra được sẽ liên lụy đến cô ta và cả Tử Na Học Cung. Cho nên vừa hay tìm một kẻ thế thân đi. Nhưng mà bây giờ ngươi đã không có lệnh bài, cho dù cưỡng ép ra ngoài, lần sau chưa chắc có cơ hội đi vào lần nữa. Mà ngọn núi đối diện chẳng qua cũng chỉ là cái bẫy, không tìm thấy Tế Thiên Tông thật sự đang ở đâu. Tình hình hình như là không được ổn. Ai nói là không tìm thấy Tế Thiên Tông? Ngươi tìm thấy rồi sao? Trong nô đình Vân Hải khắp nơi đều là quay đầu. Nếu như lập đạo vô nai khờ, đường trước đừng quay đầu. Nếu như không thể quay đầu, vậy thì Tế Thiên Tông chỉ có thể... À, ở phía dưới. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại chấn động lên như vậy rồi? Hồ Thanh Hổ, đệ tử ngoại môn của Tế Thiên Tông. 15 phút sau. Khoảnh khắc đi vào Tế Thiên Tông, đã bị tinh thần thiên cơ đồ triệu hoán vào đây. Không ngờ ở nơi này linh khí của tinh thần thiên cơ đồ này đã dồi dào như vậy rồi. Người ở trong Tế Thiên Tông không ra làm sao cả. Nhưng mà nơi này quả thật là linh khí dồi dào, đến ngay cả một tàn hồn như ta đều cảm thấy thư thái hơn không ít. Chỉ bằng bổn tòa thu sẽ thu nơi này, đợi Tiểu Manh và Thiên Nguyên bọn họ tỉnh lại, cũng có thể là nơi tốt tu luyện sau này cho mọi người. Tên này sao cứ dùng mấy ngữ khí nhẹ nhàng nói đáng sợ như vậy? Nói ra động tĩnh vừa nãy, người phá cửa của Huyền Thiên kia cũng không nhỏ, không sợ bị Quan Sơn Nguyên tìm đến tận cửa hay sao? Vậy thì đã sao? Bổn tọa ngược lại sợ hắn trốn như rùa rụt cổ. Vừa nãy nghe nói cửa của Huyền Thiên không biết là làm thế nào mà bị phá nát, nghe ni vậy mà chạy thoát ra ngoài, còn không mau đi xem thử. Cửa Huyền Thiên môn bị phá rồi, không lẽ là bởi vì mấy tên tiểu tử kia đấy chứ? Không thể nào, đạo sĩ kia đảm bảo với ta đầu là nửa những công tử ca vô dụng, đến ngay cả bản lĩnh qua thí luyện bí cảnh đều không có. Thanh Hổ sư huynh, hôm nay chính là ngày ngươi và Hoàng Long sư huynh tỉ thí kiếm đạo, thắng thua thế nào rồi? Nói ra chấn động vừa nãy, ta đột nhiên có mấy phần đốn ngộ với vô ảnh kiếm quyết trong tông môn rồi. Chỉ bằng bây giờ hãy thử xem. Sư huynh đúng là khiêm tốn quá rồi, rõ ràng đã có tiến bộ rất lớn rồi. Xảy ra chuyện gì vậy?
Rõ ràng 15 phút trước cũng chỉ có thả ngăn nước thành 3 đoạn. Chẳng lẽ mình thật sự có mấy phần thiên phú? Một khi đốn ngộ, tiến bộ lại lớn như vậy sao? Như vậy. Nhanh, tìm Hoàng Long. Nói bây giờ ta đang còn tỉ thí. Này, ngươi. Nói ngươi đấy, ngươi là đệ tử ngoại môn, vừa mới vào đây vẫn chưa nhận đồng phục đúng hay không? Nhìn thấy lạ mắt, không giống như là có lai lịch gì cả. Người này là đệ tử của Tế Thiên Tông. Đây là Lưu Ảnh Châu, cẩn thận một chút. Lát nữa thấy ta quay lại dáng vẻ đánh bại Hoàng Long kia, nghe thấy hay chưa? Khẩu khí lớn thật. Hoàng Long, đệ tử ngoại môn của Tế Thiên Tông. Hồ Thanh Hổ, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng sẽ thắng được ta hay sao? Hồ Thanh Hổ, đồ lừa đảo. Hồ Thanh Hổ chính là một kẻ lừa đảo. Nhận ngân lượng đảm bảo lão tử sẽ trở thành đệ tử của Tế Thiên Tông. Thì ra là hắn. Họ Hoàng kia, bớt phí lời. Ngươi đến trước hay là ta đến trước đây? Sư huynh chờ đã. Để ta đến trước, ta ngược lại là muốn xem thử hắn có mấy phần bản lĩnh. Sư huynh, hồi nãy ta nghe Hoàng Long và người kia nói chuyện, hắn rõ ràng đã ngăn được 10 đoạn rồi. Cái gì? Vậy sao ngươi không nói sớm? Nguy rồi, ta chẳng qua chỉ có thể ngăn nước 5 đoạn. Vẫn là vừa lấy mới luyện thành. Độc tính lấy có lẽ là có người đang tỉ thí kiếm, để qua đó xem thử. Toàn rồi, xem ra bây giờ là cung tên đã nằm ở trên dây, bắt buộc là phải bắn. Thế nào Hồ Thanh Hổ, đến lượt ngươi rồi. Chuyện này... Hồ Thanh Hổ sao thế? Không lẽ ngươi đến ngay cả 10 đoạn cũng không qua được sao? Ngươi, thật ra 10 đoạn này của ta đã khổ luyện nhiều năm. Cá cược với ta, Hồ Thanh Hổ thật đúng là một kẻ ngu xuẩn. 10 đoạn quả thật là chuyện nhỏ. Vô ảnh kiếm quyết, kiếm xuất vô ảnh. Nhưng mà ngươi chỉ có 10 đoạn, tàn ảnh đã là vô số rồi. Thằng nhãi danh nói lời kiêu ngạo như vậy, có dám tỉ thí với ta một trận hay không? Tỉ thí cái gì? Này này, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Tỉ thí kiếm đạo, nếu như có thể chém 50 đoạn cái thác này, ta có thể cung kính. Kính trà dập đầu với ngươi. Nếu như ngươi không thả, không những Lưu Ảnh Châu trong tay của ngươi thuộc về ta, còn phải quỳ xuống dập đầu với ta. 100 cái. Này. Các ngươi cá cường lấy Lưu Ảnh Châu của ta ra làm gì? 50 đoạn, đến ngay cả bản thân Hoàng Long Sư Huynh cũng không làm được. Tên mới đến này thế thảm rồi, lần này đúng là mất mặt. Ai bảo hắn cứ phải đụng phải trên thường, chúng ta chỉ xem lão nhiệt là được rồi. Tốt thôi. Tên tiểu tử này đầu óc có phải là có vấn đề rồi hay không? Dù sao đồ của ta, ta cũng sẽ không cho đâu. Nhưng mà ai nói chém thác nước phải dùng tới kiếm chứ? Ngươi đây là có ý gì? Ta nói đùa thôi, hắn muốn dùng lại là lá cây. Đây phải là 100 đoạn đúng không? Đây sao có thể chứ? Một đệ tử ngoại môn vừa mới tới, sao có thể chỉ dùng một cái lá cây thì đã chém thác nước ra thành 100 đoạn rồi? Vừa nãy ngươi nói thua rồi phải làm thế nào ấy nhỉ? Ai có thể ngờ được tên tiểu tử này vậy mà còn có bản lĩnh như vậy? Hoàng Long, lẽ nào ngươi muốn lật lọng hay sao? Ngươi đã nói là quỳ xuống kính cha đấy. Đùa cái gì vậy? Ta mới không. Đùa cái gì vậy? Ây ơ, tao đột nhiên không tự chủ mà quỳ xuống rồi. Nhìn kìa, Hoàng Long sư huynh thật sự là quỳ xuống rồi. Đệ tử ngoại môn vừa mới tới, rốt cuộc là có lai lịch như thế nào? Không ngờ Hoàng Long sư huynh từ trước đến ngay ngang ngược mà cũng có ngày hôm nay. Đã chơi thì phải chịu, kính trà thì ta sẽ tha cho ngươi. Uy áp của tên này đáng sợ thật. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau cút đi cho lão tử. Tại hạ là Hồ Thanh Hổ, nhìn tiểu huynh đệ ngươi đúng là một người có tính tình tốt, chi bằng kết bằng hữu nhé. Có thân thủ bậc này nhưng lại chưa bao giờ nghe qua. Là đệ tử quan môn của vị trưởng lão nào vậy? Hay là có mang công pháp cao cấp nào đó? Nếu như mình có thể từ chỗ của hắn lừa được một chiêu lửa thức. Hồ Thanh Hổ này quả thật là vẻ mặt gian xảo. Một tên ngu xuẩn đến ngay cả âm mưu đều để ở trên mặt. Tại sao lại có biểu cảm này? Chẳng lẽ là bị hắn nhìn ra rồi sao? Được thôi, nếu như hắn đã là người của Tế Thiên Tông, có lẽ là biết tin tức của Quan Sơn Nguyệt, xem thử hắn có thể giở trò gì. Để chuẩn bị một vài trà ngon đến đây cho ta. Không biết vị tiểu huynh đệ này xưng hô thế nào? Cổ Huyền Trần, đưa đến cho ta và cổ huynh đệ. Cổ huynh, ta xin kính huynh một ly, nhưng mà nếu như chúng ta đã là bằng hữu, ta nghĩ giữa bằng hữu có lẽ không nên giấu giếm nhau. Là có mấy phần đạo lý, vậy thân thủ của cổ huynh bất phàm như vậy, có thể tiết lộ một chút được không? Người là đệ tử quan môn của vị trưởng lão trong tông môn nào? Trong tông môn nào vậy hay là có công quyết cấp cao gì ở bên mình hay không? Bị mắc lừa rồi. Vậy ngươi hãy nói cho ta biết, ngươi cho rằng trong tông môn có những người nào được xưng là cao thủ? Tông chủ Cơ Trường Phong đương nhiên là không cần phải nói.
phía dưới là luyện đan sơ đỉnh cấp Vô Nhai trưởng lão, thiên tài kiếm đạo Âu Dương Thiên Võ trưởng lão, Quan Như Hải trưởng lão có trình độ trận đạo hạng nhất hạng nhì. Nếu như trong giới trẻ người lợi hại nhất vẫn là Quan Sơn Nguyệt trong Tế Thiên Tam Tử, nói ra hắn vừa hay cũng là con trai của Quan Như Hải trưởng lão. Quan Như Hải, Quan Sơn Nguyệt, người tận mắt nhìn thấy rất lợi hại hay sao? Cái này ngươi cũng không phải là không biết, bọn họ sao có thể là người mà đệ tử bình thường như chúng ta có thể gặp được chứ? Huống hồ đặc biệt là Quan Sơn Nguyệt kia, thỉnh thoảng không ở trong tông môn, nhưng mà gần đây nghe nói hai cha con bọn họ không biết bế quan ở đâu rồi. Thì ra hắn còn đang bế quan. À chờ đã, nói nhiều như vậy, cổ huynh vẫn chưa nói thân thủ này của huynh làm sao mà có được. Bổn tọa ngược lại là có mấy công quyết của dòng chính. Thanh Hổ sư huynh, cổ huynh xin chờ trong chốc lát, ta đi xem thử là có chuyện gì. Này, ngươi sớm đã nhìn ra rồi đúng hay không? Hồ Thanh Hổ này chính là hồ trưởng lão mà trong miệng của những người kia nói. Bây giờ hắn nén na nén nút không có lòng tốt gì đâu. Vậy thì đã sao? Ngươi ngược lại không có chút gì lo lắng. Là có ý gì, vội vàng gấp gáp như vậy? Vừa nãy ta nghe theo như sư huynh nói, đi điều tra người tên là Cổ Huyền Trần này, phát hiện đệ tử ngoại môn không có người này. Cái này, nghe đồn hôm nay Huyền Thiên Môn có động tĩnh bất thường. Nghe Ly chạy trốn, có khi nào có liên quan đến hắn hay không? Chúng ta hãy nhanh máu lại với phía trên, nếu như thật sự, nói không chừng là còn có thể lập được công nữa đấy. Chờ đã, tuyệt đối là không được. Như vậy thì không được, nếu như điều tra ra liên quan đến Huyền Thiên Môn, chuyện mình bán riêng xuất của đệ tử không phải cũng rất có khả năng bại lộ hay sao? Huống hồ lập công thì đã sao, nếu so với những đệ tử trung tâm kia, chúng ta đừng nói là học tập công quyết cao cấp của tông môn, đến ngay cả gặp cũng không gặp được đâu. Ý của sư huynh à? Vừa nãy ta nghe Cổ Huyền Trần nói hắn có công quyết cấp cao bên mình, nếu như chúng ta có thể lừa hắn giao ra, tập được mấy phần. Được lắm, Hồ Thanh Hổ, ngươi vậy mà muốn bao che cho Cổ Huyền Trần này. May mà ta sớm đã nhìn ra vừa nãy ngươi đã nén na nén nút nói cái gì, quả nhiên là có quỷ kế. Hoàng Long, đừng cho rằng ta không biết ngươi có dự định gì, không phải ngươi cũng muốn chia lợi ích hay sao? Nếu như ngươi đã biết rồi, vậy xem ra chúng ta nghĩ đều giống nhau. Địa bàn của Tế Thiên Tông lớn như vậy, giấu một người chỉ cần chúng ta có thể hạn chế được khu vực hoạt động của hắn, có lẽ là sẽ không bị nhiều người phát hiện đâu đúng không? Nhưng mà chuyện này một khi bị điều tra ra, giả vờ cái gì, ngươi sớm đã nghĩ ra rồi đúng không? Chúng ta đều đã học được công quyết cấp cao, tông môn sẽ xử phạt chúng ta hay sao? Đến lúc đó còn không phải là ca ngợi chúng ta nữa hay sao? Nếu như có thể thành công, vậy thì chúng ta sẽ trở thành đệ tử trung tâm của Tế Thiên Tông. Cổ Huynh, ngươi đã biết rồi sao? Sao có gì đó sai, sao hắn lại bình tĩnh như vậy chứ? Thanh Hổ Huynh, cầu xin Huynh tuyệt đối là đừng nói với những người khác của Tế Thiên Tông. Yên tâm, mọi người đều là huynh đệ với nhau, chỉ cần ngươi nghe lời của ta là được. Hình như không giống với trong tưởng tượng của mình, nhưng mà Hồ Thanh Hổ ta chính là trọng nghĩa khí nhất. Cổ Huynh yên tâm, chuyện này ta nhất định là sẽ thay huynh che giấu. Vậy thì bổn tòa ngược lại phải cảm ơn ngươi rồi. Ngươi ngược lại không sợ gây ra phiền phức hay sao? Cổ Huynh, sao lại nói như vậy? Từ thời cổ anh hùng không hỏi xuất xứ, hơn nữa cổ huynh đường hoàng như vậy, nhất định là một vị chính nhân quân tử. Hơn nữa còn có người muốn cùng làm quen với cổ huynh. Qua đây đi. Cổ huynh đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Là ngươi ở sao vậy? Đặc biệt đến kính trà dập đầu với bản tọa hay sao? Cổ huynh nói đùa rồi, người đây cũng chỉ không đánh không quen biết nhau. Hoàng Long huynh vừa lấy đặc biệt quay lại, cũng là muốn kết bằng hữu với cổ huynh. Đúng vậy, đúng vậy. Như vậy, ngược lại cũng thú vị. Nói ra bởi vì Nghê Ni bỏ trốn, vừa lấy thủ vệ ở trong tông môn đặt ra nhiều đạo cấm chế, cổ huynh bây giờ cũng không quen thuộc, e rằng là sẽ gặp phiền phức. Vậy chi bằng để cho cổ huynh ở tạm chỗ của Thanh Hổ huynh ổn định, qua vài ngày nữa xem thử cấm chế có xóa bỏ được một chút nào hay không. Chuyện này, võ đạo của cổ huynh đã là hạng nhất, chúng ta có thể thỉnh thoảng cọ sát học tập. Thanh Hổ huynh cũng có thể chỉ điểm đan đạo cho hắn một chút, lỡ như trên đan đạo của hắn cũng có một vài thiên phú. Cổ huynh đệ, ngươi hiểu biết bao nhiêu về đan đạo?
Chỉ một chút mà thôi. Thánh Hổ huynh, vừa nãy không phải huynh nói là lĩnh ngộ ra phương pháp học cấp tốc đan đạo gì đó hay sao? À đúng, đúng vậy. Ta biết ngay mà, võ đạo của huynh đã nghịch thiên như vậy, tuyệt đối không thể cái nào cũng đều mạnh được. Không sai, chỉ cần giữ hắn, sau này từ trên người của hắn nửa đường các loại phương thức tu luyện của công quyết sẽ khó khăn hay sao? Cổ huynh, đây là thông huyền đan có thể ngưng thần tịnh khí hỗ trợ cho tu vi ở trong tế thiên tông. Huyền đan thật ra cũng không khó, trước tiên là phải dùng đan hỏa ôn đỉnh, ta sẽ quyết định làm thế nào để chỉ điểm cho ngươi. Mặc dù dược liệu cần để luyện chế thông huyền đan đều nằm ở trong đó, nhưng mà trong đó còn có mấy vị dược liệu không dùng đến. Một khi hắn luyện đan thất bại, cũng tiện để cho mình dạy dỗ một chút. Thông huyền đan bình thường, vậy không phải là quá lãng phí rồi sao? Ngươi là có ý gì? Chờ đã, đây là thiên đạo chân hỏa. Ta cảm nhận được trong cả đan đỉnh đều tràn đầy sức mạnh của thiên đạo. Đây đã không còn là đan hỏa ôn đỉnh rồi, đây là đạo hỏa ôn đỉnh. Chờ đã, đây sao có thể chứ? Đan đỉnh không có linh thức, nhưng vậy mà chủ động hấp thu thiên tài địa bảo ở xung quanh đây. Thứ vô dụng, chỉ có thể có mấy phần bản lĩnh này. Bổn tọa sẽ đến giúp các ngươi một tay. Nó đang còn động đậy. Rõ ràng bổn tòa đang còn luyện chế đan dược, tại sao cảm thấy trong đó còn có một nguồn sức mạnh? Ngày này xảy ra chuyện gì vậy? Đấy là... Ngược lại là mới mẻ, chẳng qua chỉ là trong chớp mắt, ở đây lại biến thành bộ dạng như vậy rồi. Cổ huynh đệ, không hay rồi, ở đây đã biến thành một biển lửa, huynh hãy nhanh cùng chúng ta tránh đi. Hai người này vậy mà không có bóng, ngược lại là hiếm thấy. Mấy tài năng thấp kém, gan to thì ra ngoài đấu với bổn tọa. Con chuột nhà ngươi chỉ biết ẩn nấp. Hậu sinh này đúng là kiêu ngạo thật. Mấy vạn năm rồi, vẫn chưa từng có người dám bất kính như vậy với lão phu. Được lắm, rất tốt. Thế thì để cho lão phu cho ngươi biết chút sự lợi hại. Thì ra ngươi là một con chuột ngu xuẩn. Kiếm quang lại tản ra rồi. Nếu nhìn kỹ này, sức mạnh của hỏa long này hình như đã tăng mạnh hơn rồi. Thả hình cũng biến lớn hơn rồi. Vậy mà còn dùng kiểu năm kiếm quang của người đối phó với Napo. Hậu sinh, ngươi có biết Napo là ai hay không? Chờ đã, chẳng lẽ là... Tốc độ ngược lại rất nhanh, nhưng mà ngươi đừng hòng lật được ngũ chỉ sơn của Napo. Ngu xuẩn, vậy thì hãy trả giá sinh mạng cho sự vô tri của ngươi đi. Vậy sao? Âm thanh này nè, ngươi lại vẫn chưa chết sao? Vừa lấy chẳng qua chỉ là một phân thân của bổn tọa. Một thằng nhãi danh như ngươi dùng cửu long thần đan ép buộc máy long ảnh không có tiền đồ mà thôi. Muốn ép buộc đã vô đúng là ảo tưởng. Nếu như bổn tọa cứ làm như vậy thì sao? Cửu long thần đan có lẽ nghiệt xúc này chính là hình chiếu long tổ mà tàn hồn từng nhắc tới. Nhưng mà nhìn nó bây giờ giống như là một con hổ giấy thê thảm, chết đến nơi rồi mà còn dám ăn nói khoác lác. Cửu long kiếm quang của ngươi bây giờ không thể nào dùng được nữa. Vừa nãy cũng là lão phu sơ ý mới bị hư ảnh của ngươi nữa, lần này lão phu nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Đối phó với ngươi sao phải dùng cửu long kiếm quang? Chỉ là lần này cũng đến lượt bổn tọa rồi đúng không? Tại sao hắn vẫn không có chút sợ hãi lão phu? Chẳng lẽ hắn đã thẩm thấu rồi ư? Muốn chạy trốn, khó tránh khỏi là muộn quá rồi đấy. Quả nhiên là như vậy, chả trách vừa nãy ta cảm thấy hắn càng lúc càng gần, càng lúc càng quỷ dị biến lớn hơn. Chỉ là bởi vì trong ảo ảnh của hắn, tất cả đều là do ý niệm của hắn mà ra.
hắn càng chiếm cứ quyền chủ động. Ý niệm càng mạnh, kiêu ngạo cũng sẽ càng cường thịnh hơn. Mà kiêu ngạo càng cường thịnh, sức mạnh cũng cường thịnh hơn. Ban đầu, bởi vì tặc tử Quan Sơn Nguyệt, mọi người vì bảo vệ cho bổn tọa mà nhục thân bị hủy. Bây giờ bổn tọa đến vô thượng thần giới này, thề sẽ để cho thần hồn của Quan Sơn Nguyệt tản ra. Thù hận lớn như vậy vẫn chưa báo, sao đến lượt nghiệt xúc như ngươi gây phiền phức được? Vậy thì đã đến lúc phải kết thúc rồi. Sao có thể chứ, ý niệm của hắn vậy mà mạnh đến mức như vậy. Cứu mạng. Không. Mau nhìn kia, ở phía kia. Bái kiến cổ tiền bối. Bọn họ đây là đang làm gì? Cổ tiền bối, cầu xin người hãy tha cho chúng ta. Cổ tiền bối, chúng ta có mắt như mù, không biết ngài là cao nhân thế ngoại. Đứng dậy nói chuyện. Nửa canh giờ trước. Đây là gì? Đây là Long Tổ, khí thế này có lẽ là đan thần Long Tổ được ghi chép ở trong điển tịch. Trời ơi, những năm còn sống ta vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy cửu long thần đan, không lẽ là ta đang nằm mơ đấy chứ? Này, tiểu tử này rốt cuộc là có lai lịch như thế nào? Không phải nói chỉ là hiểu một chút luyện đan thôi hay sao? Sao mà ta biết được chứ? Chủ ý vẫn là ngươi đưa ra, lần này chúng ta... Chờ đã, cổ huyền trần đâu rồi? Hình như vừa nãy vẫn không nhìn thấy hắn.